Thần Hội xác nhận rõ ràng là người tuyên dương tư tưởng huệ năng, chỉ hay thuyết minh phần giao hảo, lý giải chỗ đột xuất, lãnh hội rõ tư tưởng huệ năng, nhưng không có đột phá nguyên tắc cơ bản huệ năng. Nghĩa là có những cái phát minh nhưng mà không có cái đột phá hay là chống đối lại cái tư tưởng của tổ huệ năng.